Xin chào tất cả các em, thầy Công đây. Và hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các em bài kiểm tra thường xuyên, tức là bài kiểm tra 15 phút lần 2 á, trong học kỳ 1 này. Đó. Thì hôm nay là ngày thứ bảy 23 tháng 11 vào lúc 8 giờ nhá. Thì cái bài kiểm tra này sẽ được làm vào ngày thứ hai, ngày 25 tháng 11 2024, tức là sắp tới đây nè. Và hôm nay các em sẽ ôn những cái gì nó có liên quan đến unit 3. Unit 3 trong khối 11 đó, trong cái bài tiếng Anh Translatable của khối 11 đó, đó là cái bài Sustainable Health nha. Thì như đã được dặn trước là các em phải học thuộc bài về ngữ pháp cũng như là về từ vựng của bài số 3. Từ vựng bài số 3 thì cũng rất là dễ, tại vì nó liên quan đến cơ thể con người không ạ, như là 3A, 3E, 3F cũng như là giới từ trong những cái bài trong cái phần AF đó. Ngoài ra còn cái phần ngữ pháp của bài số 3. Ngữ pháp bài số 3 thì liên quan chiếu nhiều là câu điều kiện và câu ao ước. Đó là phần ngữ pháp. Ngoài phần ngữ pháp ra thì còn có những thứ như là chia động từ, chia thì và tất cả các thì, rồi cũng liên quan đến động từ nữa, verb and to verb. Cấu tạo cái đề kiểm tra 15 phút kỳ này nó khác với lại năm ngoái, là trong bài kiểm tra 15 phút kỳ này á, người ta thay thế communication skill bằng paragraph reordering, tức là sắp xếp đoạn văn. Người ta cho một cái đoạn văn thì có không đúng theo thứ tự, có những câu không đúng theo thứ tự và yêu cầu các em là phải xếp theo đúng theo thứ tự nha, thì nó mới trở thành một đoạn văn hoàn hảo được. Mà bất cứ một cái đoạn văn nào hay bất cứ một cái essay nào hay bất cứ một cái gì đó, nó đều phải có trình tự, đó là phần opening, phần mở đầu, phần body và phần closing. Phần mở đầu thường ta hay đề cập đến cái topic sentence, tức là cái chủ đề của cái đoạn văn đó, là người ta hay đưa cái từ ngữ đó lên trên đầu luôn. Đó là phần mở đầu. Rồi cái phần body, thì trong phần body này các em chú ý là để giải thích cái câu topic sentence, để giải thích cái chủ đề. Và thường trong cái phần body thường có có thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thêm vào đó hơn thế nữa, moreover, first, last, second, đó và cuối cùng là phần closing. Closing là cái phần gì? Là phần kết luận. Ta sẽ kết luận cái việc đó, cái topic đó, cái từ để cái chỉ topic đó, cái topic sentence đó là để làm gì và mục đích của cái việc đó là gì. Đó là tất cả những, khi mà một bài đối thoại hay là một bài essay hay là một bài paragraph hay bất cứ cái gì đều phải có cái trình tự là opening, body và closing. Cũng như trong tiếng Việt thôi, làm văn cũng vậy, các em cũng phải có mở bài, thân bài và kết luận chứ, đúng không? Thì đây, tiếng Anh cũng vậy. Em nào mà giỏi về viết á, thì cũng sẽ giỏi về cách lập luận nha. Và đây, đây là một cái paragraph mà cái thứ tự của nó không đúng nha. Thì mình đọc sơ qua đi. Mình sẽ đọc sơ qua cái paragraph này người ta nói cái gì. Thì cái việc đọc á, tại vì đây là bài kiểm tra 15 phút, nhưng mà thực tế thầy cô cho các em làm 20 phút, kể cả thời gian mà phát đề. Tuy nhiên cái phần đoạn văn này nè, em là đọc nhanh thì sẽ đỡ tốn thời gian. Bây giờ không nói nhiều nữa thì về chúng ta sẽ đọc thử cái này đây. Thứ nhất, đoạn A đi. Mental health is equally important as stress and anxiety can negatively impact the body. Practicing mindfulness, getting enough sleep and staying connected with loved ones can improve overall well-being. Vậy thì cái đoạn ban đầu á, thì thầy cũng đã dịch sơ cho các em rồi, nó nằm trên đây. Đó, sức khỏe tâm thần đó. Đó,
cũng quan trọng không kém, vì căng thẳng và lo lắng có thể tác động tiêu cực đến cơ thể. Thực hành chánh niệm, ngủ đủ giấc và duy trì kết nối với những người thân yêu có thể cải thiện sức khỏe tổng thể đó. Vậy cái đoạn đầu này mình thấy chưa có gì hết, bây giờ mình sẽ đọc đoạn tiếp nha. Đọc đoạn tiếp, mình sẽ dịch tiếp cái đoạn thứ hai này xem người ta nói cái gì nha. Rồi. Duy trì sức khỏe tốt là điều cần thiết để sống một cuộc sống viên mãn. Nó liên quan đến sự kết hợp của chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thường xuyên và sức khỏe tinh thần. Bây giờ tiếp mình sẽ xem tiếp cái đoạn thứ ba. À, nó nói cái gì nha. By prioritizing this habit, we can lead healthier, happier lives and prevent many illness. Đấy. Bằng cách ưu tiên những thói quen này, chúng ta có thể có cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Tiếp, chúng ta sẽ đọc đoạn kế tiếp. Eating a balanced diet rich in fruit, vegetables and whole grains provide nutrients needed for energy and repair. Regular physical activity, such as walking or cycling, has maintained a healthy weight and reduces the risk of chronic diseases. Thì đoạn này mình sẽ nói thế nào. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng dầu trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho năng lượng và sửa chữa. Hoạt động thể chất thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ hoặc đạp xe, giúp duy trì cân nặng, sức khỏe và giảm nguy cơ các mắc bệnh mãn tính. Đấy. Bây giờ thì đây là bài ôn mà, cho nên không thể nào mà đọc mà dịch như vậy sẽ mất rất tốn thời gian nhé, tại vì Kem còn nhiều phần phía dưới nữa. Thì mình vì đây là bài ôn cho nên Kem cứ từ từ bình tĩnh nha, học cứ chậm rãi, không có nôn nóng gì hết, ôn tập mà nha. Đấy. Đoạn trên á là nói sơ qua về cái sức khỏe tinh thần. À, tự nhiên nó đây nó đề cập đến sức khỏe tinh thần liền. À, vậy là không được đứng đầu rồi. À, không nói. Rồi, cô bé coi. Duy trì sức khỏe thì cần thiết cho cuộc sống, một cuộc sống hoàn hảo. À, nó bao gồm dinh dưỡng và cái đó. Đây, ở đây mình thấy. Đấy, cái mà đầu tiên người ta dẫn dắt mình vô đó là maintaining good health. À, thì đây là cái topic center. À đây, maintaining good health is essential for living and fulfilling life. Đó, đây chính là topic center. À, có cái paragraph này. À, duy trì sức khỏe tốt là cần thiết cho việc sống một cuộc sống hoàn thiện. Đấy. Thì đây mình sẽ chọn cái câu B là đứng thứ nhất, đứng thứ tự thứ nhất. Đó. À, mình thấy câu B đứng thứ tự nhất đây, đây B thứ nhất đây, thì chắc chắn những cái câu khác là sai. À, vậy mình chọn tức tốc mình chọn câu A liền. Giờ mình đọc sơ qua sang sẽ có phải câu D không nha, câu D coi. Rồi khi mà nó đến sức khỏe nói chung, à, cái này sức khỏe nói chung nha. Thì bây giờ nó đến cái chế độ ăn uống nè, eating a balanced diet rich in fruits. Đấy, chế độ ăn uống nè, ăn đủ thứ này đó, rồi ngủ tập thể dục thế nào đó. Đấy, thì bắt đầu đề cậu đang uống là câu D. Rồi tới đó là câu A. À, câu A thì đây nó lại đề cập đến cái sức khỏe về tinh thần, tâm thần, à, thần kinh á. À, vậy về thứ nhất là ăn uống là về cái body nè, rồi mental nè, à, là về cái thần kinh nè. Đó, vậy thì vậy mình sẽ chọn câu D. Câu A là xếp thứ ba. Và cuối cùng câu C. C là người ta kết luận bằng việc ưu tiên cho những thói quen này, chúng ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe khoắn hơn để ngăn chặn những bệnh. Đây chính là câu kết để nó tổng hợp cái ý của cái topic sentence của cái câu maintaining good health is essential for living a fulfilling life. Đấy. Đấy, các em hiểu chưa? Vậy.
Thì nó chọn câu A. Câu A. Câu A. Rồi, chọn câu A nhá. Chọn câu A. Đó, đây cái đáp án. Đáp án người ta sẽ để bên đây nè. Người ta xếp bên đây, các em sẽ chọn thôi. Chọn khi làm bài. Đó, người ta đã xếp cái đáp án bên phía tay phải. Thì mình ghi chọn câu A thôi, mình không có được ghi thêm mà. Rồi B B A C gồm chi nữa không cần nhé, chọn câu A thôi nha, chọn ghi chữ A, ghi một chữ thôi, không có ghi nhiều nha. Tại đây là trắc nghiệm mà, A B C D, A lớn, B lớn, C lớn và D lớn, và chỉ chọn một, ghi một thứ thôi chứ không được ghi nhiều nhé. Đấy, đó là đoạn thứ nhất, cái phần này có nửa điểm thôi. Như vậy á, đoạn văn này tuy dài nhưng mà nó có được 0,25. Rồi, sang đoạn văn kế tiếp. Đấy. Sang đoạn văn kế tiếp. Sang đoạn văn kế tiếp đây. Thì mình cũng đọc sơ. Đó, mình là hiểu cái ý của nó, ý của mỗi cái câu. Beyond physical benefits, swimming reduces stress and boosts mental health by promoting relaxation. It's also a great way to connect with others, whether through lessons, group sessions, or recreational activities. Thì cái gì đây? Đọc sơ qua mình thì mình thấy là ngoài lợi ích thể chất như là bơi thể chất, thì mình thấy là bơi lội còn giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần bằng cách thúc đẩy thư giãn. Đó cũng là cách tuyệt vời để kết nối với những người khác, cho dù thông qua các bài học, buổi họp nhóm hay các hoạt động giải trí. Tự dưng nhào vô cái nó nói là hả, ngoài lợi ích thể chất cái gì mình chưa hiểu, cái này là cái gì mà ngoài lợi ích thể chất. Như vậy cái câu à không phải là câu, không phải là câu được mở đầu. Đấy, nha. Rồi câu B. À, bây giờ tới câu B nha. Swimming is one of the most effective and enjoyable forms of exercise, benefiting both the body and mind. À, đây chính là câu topic sentence. Nhào vô người ta đã thấy. À, bơi lội. À, bơi lội là một trong những cái hình thức tập thể dục hiệu quả và thoải mái, vì nó vừa hưởng lợi cả tinh thần và thể chất, xem ai có đúng không nha. Đấy. Đấy, bơi lội là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả và thú vị nhất, có lợi cho cơ thể và tâm trí. À, hay chưa? Như vậy mình chỉ cần đọc tiếp đây, mình thấy là câu B chính là câu topic sentence của toàn cái đoạn paragraph này. Đấy, vậy đang đề cập đến bơi lội và phía trên người ta lại giải thích về bơi lội còn cái gì nữa. Vậy trước cái câu A phải là cái gì nữa mới là cái câu A. À, vậy câu B. Câu B mình thấy là cái câu đầu rồi thì mình chọn câu B. À, thì đây nó xuất hiện câu B đứng đứng thứ nhất. Vậy không có thấy câu nào đứng thứ nhất nữa. Đấy. Tuy nhiên, mình cũng phải đọc hết. Mình cũng phải đọc hết nha. Đọc hết để xem người ta nói cái gì để hiểu. À, cái bài đọc này cũng hay bộ. Đó. Tại vì bài trước đã nói đến gì? Đến duy trì sức khỏe đúng không? Duy trì sức khỏe là tối cần thiết nè. Bài thứ nhất là nói đến duy trì sức khỏe là tối cần thiết đúng không? Đấy. Bài nhất là nói đến duy trì sức khỏe là tối cần thiết. Đấy. Đây duy trì sức khỏe ở đây. Vậy duy trì sức khỏe bằng cách nào? Bằng cách bơi lội. Đấy, bằng cách bơi lội. Như vậy hai bài này liên quan đến nhau và nó dạy chúng ta không những là học tiếng Anh mà nó còn dạy chúng ta biết giữ gìn sức khỏe. Rồi tiếp, incorporating swimming into your routine can lead to significant health improvements while providing a refreshing and fun experience. Cái này cũng không có gì hết, mình cũng xem ta dịch sơ qua như thế nào thôi nhé. Kết hợp bơi lội vào thói quen của bạn có thể dẫn đến cải thiện sức khỏe đáng kể, đồng thời mang lại trải nghiệm sảng khoái và thú vị. Đấy,
Rồi. Cái câu C là người ta đã tóm gọn lại cái việc bơi lội đó, đưa vào thói quen. Đấy. Vậy người ta tóm gọn lại cái chủ đề của swimming đó, là cái gì? Đấy. Và mình sẽ đưa cái bộ môn bơi lội này vào trong cái thói quen hàng ngày của mình để giữ gìn sức khỏe. Như vậy câu C là cái câu conclusion, với câu kết luận, một cái câu closing để nó đóng lại cái bài paragraph thứ hai này. Và đoạn D thì nó giải thích cho cái việc swimming là như thế nào. Đấy, thì mình sẽ xếp cái câu D thành đứng thứ hai sau B. Đây B nè, D nè, A, C. Thấy chưa? Đấy, mình phải có câu C trước, thì mình phải có cái câu này trước nè, thì mới có câu beyond physical benefits. À, mình đọc xem cái này nói gì nha. As a fully body workout, swimming helps improve cardiovascular health, build muscle strength, and increase flexibility. It's also a low impact activity, making it suitable for people all ages and fitness levels. Là một bài tập toàn thân. À, như vậy nó giải thích cho swimming là gì. Như vậy chắc chắn cái câu D phải đứng thứ hai, đứng thứ tự thứ hai. Là một bài tập toàn thân, bơi lội giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, xây dựng sức mạnh cơ bắp và tăng tính linh hoạt. Đây cũng là một hoạt động ít tác động, phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi và trình độ thể chất. Đấy. Tiếp thầy muốn đề cập đến cái bài kiểm tra 15 phút có cái phần phonetics. Phonetics là phần phát âm và phần dấu nhấn, ngữ âm, người ta kêu là ngữ âm, phonetics, ngữ âm học. Đấy, ở đây trong mỗi một một cái đề nó có hai, có bốn câu, hai câu phát âm, hai câu dấu nhấn. Đề A, đề B thì hai đề nó cũng giống nhau, nó tương tự nhau, nó na ná giống nhau. Ví dụ như câu số 3, người ta gặp dưới cái chữ S này nè, final S, final S, final S, final S. Thì cái cách đọc final S á, thầy đã nói cho các em nghe rồi, thầy đã có in ra cho các em rồi. Thì các em chú ý trên đây, cách đọc final S như thế nào và cách đọc final ED thế nào. Rồi, mời các em xem nhé. Rồi, khi đọc final, các em để ý mấy cái từ mà tận cùng nó này như thế này nè. À, mấy cái final sau á, mà cái final sau mà nó là thì có S thì đọc là xì hết, mà không có, mà trường hợp còn lại đọc là dạ dạ nha. Đấy. Ví dụ đây chữ take, ví dụ như chữ take đi nhá, chữ take này nè, chữ take này á, bình thường đọc là take đúng không, vậy final sound là như vậy có S vô đọc là text. Rồi đây, ở đây nó rõ một một luôn, nó có chữ T, có chữ T, như vậy là có chữ T, vậy có S vô đọc là gì? Predicts. Đây nó cũng rõ một một luôn là K, K, nó khác với lại cái này. Đấy. Đấy, có nhiều em cứ cứ tập trung vô cái từ cuối cùng, không phải vậy nha, không phải vậy đâu, mà mình phải do cái cách đọc nữa, do cái cách đọc nữa, cái cách đọc chứ không phải là cái căn cứ vô cái tận cùng cái từ đó, là người ta nói là final sound đó, chứ không phải là final consonant nhé.
Vậy là cái phụ âm cuối mà là cái âm cuối chứ không phải là phụ âm cuối. Rồi. Vậy cái từ này cũng đọc là xì luôn. As. Và chữ N đây, đây là phụ âm N thì đọc là N. Đó, nó khác. Trong cái bảng thì mình thấy không giống. Mình thấy trong cái bảng á, nó không có chữ N nào mà đọc tận cùng có S là xì hết. Như vậy cho câu này sẽ đọc là begins giờ chứ không phải s nha. Giờ chứ không phải s. Đó. Rồi, chắc chắn trong ba câu này, trong bốn câu này thì có ba câu đọc giống nhau, một câu đọc khác nhau, thì mình sẽ chọn câu khác đi. Đó là nè, choose the word whose underlying part is pronounced differently. Chọn cái từ mà cái phần gạch dưới á nó phát âm khác với ba từ còn lại. Vậy sẽ chọn câu D. Câu D nha. Chọn câu D. Chọn câu D. Và tiếp câu số 4. Wait. Đó. Teenagers. Details. Screens. Nha. Vậy theo căn cứ vào cái bảng thần chú đó thì mình thấy á, ba cái anh chàng cuối này B C D đọc là giờ hết. B C D đọc là giờ hết. Teenagers, details, strings. Còn cái từ quay nó tại vì có cái phụ âm ta nó cũng đọc là ch, cho nên á nó đọc là xì. Wait. Vậy câu này mình chọn câu A. Rồi. Kế đến phần kế tiếp là cái phần dấu nhấn nhé. Đấy. Dấu nhấn. Dấu nhấn. Đấy. Cho đến giờ phút này thì thầy thấy các em mải mê học nước Pháp nhiều quá cho nên cái phát âm của các em rất là dở. Đấy, phát âm của em rất là dở và không có nhiều em mà đọc lên không biết nhấn chỗ nào mà nhấn sai nữa, nhấn sai nữa. Đấy, ví dụ đây câu số 5 đây, demanding, demanding, important, interesting, creative. Cái từ interesting có nhiều em còn đọc là interesting nữa là sao? Đọc giống lớp 9 này. Đấy, interesting, nhấn bắt đầu nha. Tuy là nó phân tách ra là interesting, mình phân tích ra này nó thấy có bốn cái âm tiết nhưng mà khi mà đọc nhanh nó trở thành có ba âm tiết là interesting. Interesting là nhấn bắt đầu chứ không phải là interesting. Đấy, có nhiều em interesting là sao? Đấy, ai cũng dạy cái đầu là interesting. Nhấn bắt đầu. Vậy đây là nhấn bắt đầu. Còn ba anh chàng kia là demanding, important, creative. Nha, đây cái từ này cũng vậy này. Có nhiều em đọc là gritty. Gritty. Sai. Đây là trong đây nó có hai âm tiết đây này. Creative. Vậy, đây là nhấn phần hai creative nha. Đấy. Vậy, từ này nhấn phần hai. Important nhấn phần hai, demanding nhấn phần hai, vậy sẽ chọn câu C interesting. 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 Cái từ creative này xuất phát từ cái động từ nó create, create nhé. Đấy, create là tạo ra. Đấy, create đó. Chứ không phải là create. Có nhiều em mà đọc là create là sai. Rồi tiếp cái từ này mình đọc nha, confidence. Confidence, nhấn bên đầu. Đấy, có nhiều em đó là confidence sai nha. Khi mình đọc sai mình quê lắm.
confidence, giống như đọc sai, giống như mình nói ngọng, nói ngọng. Opinion, opinion, nhấn lần hai luôn. Proposal, cái chữ này là không phải đọc là proposal đâu, không phải đọc là proposal, phải đọc là proposal, dạ dạ, cái chữ đó đọc là dạ, proposal, dạ, proposal, 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 performance, performance, có nghĩa là performance. Đấy, vậy đọc lại nghe nha. Confidence, nhấn lần đầu. Opinion, nhấn lần hai. Proposal, nhấn lần hai. Performance, nhấn lần hai. Vậy chọn câu, câu A. Cái phần giới từ, cái phần giới từ thì đa số đều nằm trong cái một A, E, F, 3A, 3E, 3F. Tất cả đều nằm trong đó hết, không đi đâu hết nha. Giới từ đều nằm trong cái bài số 3. Mình tại đây mình đang ôn tập Unit 3 Sustainable Health, nói về sức khỏe mà. Thì tất cả giới từ đó liên quan đến cái bài số 3 là phần A, phần E và phần F. Thì thầy cô sẽ bốc ra cho các em làm thôi, lấy ra từ trong đó, trong cái cuốn tự vận cho các em làm thôi, chứ không đâu lấy đi xa nha. Em nào không học bài thì không có điểm thôi nhá. Thầy cũng khuyên các em là các em phải tự làm bài, đừng có nhìn quay cóp với bạn bè nhá. Đừng có liếc bài, không hay, không tốt. Tập cái tính khiêm tốn, thật thà, dũng cảm nhá. Đây, câu số 7. Câu số 7 mình điền giấy từ nào. Fill this blank with a preposition. Preposition from the lesson. Đấy, đây nè. Điền vào mỗi ô trống với lại một cái giới từ trong bài. Trong bài là bài 3, Unit 3 á nha. Phần A, E, F á nha. Đấy. Đây là ghi rõ vậy nè, Unit 3. A, E, F. Đó. Rồi. Đây. Câu số 7, mình đọc lên đi. I prefer reading books. Đấy. Ở đây mình thấy mình học trong cái thành ngữ là các em nhìn sang bên mình thấy with the light off because of easier on my eyes. Vậy đây. The light on, xin lỗi, with the light on, tức là tôi đọc sách với cái ánh sáng được bật lên vì mắt tôi nó sẽ sáng, nó sẽ coi được dễ dàng hơn. Đó. Vậy chỗ này sẽ điền giới từ là with, tại vì mình có học trong cái bài 3F nó có từ with the light on, mình sẽ điền chữ with vô. Một điều thầy nhắc cho em mấy cái từ này, ví dụ cái phần mà phát âm này, phát âm nha, mình chỉ chọn A, B, C hoặc D thôi, chứ không có được ghi. Ví dụ đây, cái chọn câu D, chọn câu D rồi thì không được ghi chữ begin, không được ghi chữ begin như vậy nữa nha. Ghi làm chi vậy hả? Ghi làm chi vậy cho nó phiền phức vậy? Ghi làm chi không được ghi. Đấy, để thầy cô chấm bài cho nó dễ, chứ kem ghi tùm lum là rối cả mắt. Làm khó thầy cô, thầy cô chấm bài nhức mắt đau lưng. Đấy, ghi A, B, C hoặc D thôi, chứ không ghi thêm cái từ đó vô nha. Rồi, mình tiếp tục cái phần giới từ. Cái gì nói ghi là ghi, chứ đừng có ghi đầy đủ quá nha. Rồi, câu số 8. The cat looks so peaceful when it's at rest on the windowsill. Vậy là cái chỗ này mình thấy có từ rest, trong bài nó có từ at rest, nghỉ ngơi á.
vậy là be address là nghỉ ngơi. Đấy, vậy sẽ điền dưới từ add vô nha. Tiếp câu số 9. She usually works long hours. À, có từ weekday, vậy trước weekday phải là giới từ on. On liền liền. On weekdays, but take it easy in the evening. Ban ngày, các ngày trong tuần thì làm việc nhiều giờ, làm việc rất là lâu, nhưng mà cuối tuần, nhưng mà ban tối thì lại nghỉ ngơi thoải mái. Take it easy. Take it easy là một thành ngữ giống như là xả hơi á. Đấy. Câu số 10. À, có từ weekend, vậy the weekend nhé. À, vậy có chữ the, có chữ the phải sử dụng chữ at the weekend. Đấy, at the weekend, còn không có chữ the mình sẽ nói là on weekend. Đấy, weekend là nhấn bần thứ hai nha. At the weekend nhấn bần thứ hai chứ không phải nhấn bần đầu nha. Đấy, vậy là at the weekend. Đấy. Phần giới từ này thì thầy nghĩ các em phải lấy cho thầy được một điểm. Cái này giống như thầy cô tặng các em một điểm. Đấy, một điểm nha. Rất là dễ. Đấy, học bài là biết. Các em đừng có trông chờ vào mấy cái bạn em trong lớp mà nha, mình phải tự lực cánh sinh, phải tự học để mình đánh giá được bản thân của mình. Rồi, tiếp. À, tới phần này, phần kế tiếp là phần này có một điểm rưỡi. Phần này là chia động từ. Đấy. Chia động từ. Thì đa số phần chia động từ này rất là khó đối với tất cả các em. Về thì khó về thì. Thì chia động từ thì bao gồm tất cả các thì. Có thể nói là 12 thì. Và ngoài các thì đó ra thì có những cái dạng động từ như là verb in, to verb, be infinitive nhá. Rồi verb ba, verb id đó, vậy đó. Đấy. Đó là verb form. Verb form là hình thức của động từ. Đấy. Gồm những cái đó ra, ngoài ra còn có 12 thì nữa. Đó, chia thì nhá. Vậy thì có nhiều em á rất là dễ bị lẫn lộn giữa verb form và work form. Work form. Đấy. Verb form là gì và work form là gì? Verb form như thầy đã nói rồi. Là chia thì và các hình thức của động từ. Verb in, to verb, be infinitive, verb ba, verb be. Còn work form là gì? Work form là gia đình từ. Đó. Work family. Tức là trong cái từ đó nó có những cái từ trái nghĩa, thêm tiếp đầu ngữ, tiếp biến ngữ. Rồi thường thường ba, thường thường nó có bốn dạng, là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Danh từ, tính từ, động từ và trạng từ, người ta hay nói danh động tính trạng. Và để làm được cái chuyện này, và để là chia từ loại được, thì các em cần phải có kiến thức cơ bản về mẫu câu, những mẫu câu cơ bản, như là chủ từ đứng đầu câu, động từ đứng sau chủ từ, tính từ đứng trước danh từ đó. Đó, đó cái mấy đó là kiến thức căn bản này. Câu 11. Câu 11 là chia động từ. Vì nói câu số 1 đi. Là in the distant future, humans live in other parts of the solar system. À, cái câu này á có cái từ future, trong tương lai, trong tương lai xa, trong tương lai xa. Trong tương lai xa thì con người á chắc chắn lúc đó sẽ đang sống. Vậy ý nói câu này á là dính vào cái tương lai gì? Tương lai tiếp diễn, tương lai tiếp diễn nha. Về câu này thầy thấy là dùng thì tương lai tiếp diễn là ổn hơn hết so với những cái câu như là
Nếu câu này á, câu này có nhiều cách làm. Câu này dùng, nếu mà dùng thì tương lai tiếp diễn thì cũng hay đấy. Đấy. Đó là will be living, sẽ sống ở trong những, sẽ đang sống ở trong những cái nơi khác ở trên hệ thống mặt trời, những hành tinh khác lắm. Thì tương lai tiếp diễn cũng được. Đấy. Nhưng mà có nhiều, có em á lập luận là có thể làm mà gì đây? Có thể lập luận, có thể làm, có ý định đấy, ý định sống ở những phần khác cũng được. Đó, ý định, có ý định cũng được. Tức là human are going to live. Đấy, cũng được. Will live, sẽ sống. Tương lai đơn. Đấy, nhưng mà câu này, thật sự cái câu này á, cái câu này cũng có nhiều đáp án nha. Đấy, do cái cách lập luận. Đấy. Và do cái cách suy nghĩ thôi. Thế thì thầy đưa ra cái đáp án này là cái đáp án chuẩn mực tiêu chuẩn thôi nhé. Đấy, để các em hình dung ra một cái thì tương lai tiếp diễn. Chứ gặp những câu nó mập mờ, nó không có rõ ràng thì cũng không nên cho. Đấy, có nhiều đáp án cũng không nên cho. Vì đây là phần ôn mà, bài ôn mà, thầy có thể cho một câu mà có nhiều đáp án nhé, để cho các em lập luận. Đó. Nha, coi nhưng mà cái đáp án này là thầy thấy ổn nhất, thấy ok nhất. Will be living, tương lai tiếp diễn, để cho các em hình dung ra được một cái thì đang tiếp diễn trong tương lai xa, trong tương lai xa. Đó. Câu 12. Lisa and worms. Sao đây? Said to be able to grow new body parts if they lose them. À, đây có câu điều kiện nè. Đây câu điều kiện nhé. Điều kiện là if, là có if nè, có lose nè. Có đọc từ lose. Như vậy đây là câu điều kiện loại 1 hay loại 0 này. Mình sẽ đọc mình hiểu nha. Thằn lằn và những con sâu. À, được người ta nói rằng á, được người ta tin rằng, hay là được người ta chứng minh rằng có thể phát triển ra những cái bộ phận cơ thể mới nếu chúng bị mất, giống như cái con thằn lằn nó mình nó bị cụt đuôi á thì nó sẽ mọc ra. Đấy, con sâu nó bị đứt nó cũng sẽ mọc ra. À, như vậy đây là một cái hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên cho mình, cho nên mình sẽ dùng câu điều kiện này là câu điều kiện loại 1. Ở đây có từ lose, từ lose phải không? Vậy mình sẽ dùng cái này là câu điều kiện zero đây, câu điều kiện loại zero để diễn tả một cái hiện tượng tự nhiên, à, chuyện có thật nha. Vậy là mình sẽ dùng, không dùng will đây, không dùng will đây nha, mình sẽ dùng là asset, à, đấy, là zero condition. Nó sẽ hay hơn, với là hay hơn will be set nhé. Đấy. Đấy. Thì thật sự ra cái chỗ này nó có tương lai trong đây này. À, có thể sẽ mọc này, chứ tu đâu này, nó có tương lai nó nằm ẩn trong đây rồi này. Đấy. Cho nên cái chỗ này là người ta tường thuật mà, câu này câu tường thuật mà. À, đấy nha. Vậy câu này chỉ có một đáp án thôi. Đây, câu 13. After the surgery, a course of painkillers prescribed to manage the patient discomfort. Sau khi giải phẫu thì một cái phác đồ điều trị uống thuốc giảm đau đã được kê biên, đã được viết hóa đơn, được kê đơn thuốc để làm cho bệnh nhân giảm đi cái sự khó chịu trong người. Đấy, tức là em biết là sau khi giải phẫu xong thì cần phải uống thuốc giảm đau, phổi đau lắm. Vậy cái này nè, cái này after the surgery, đây là đang kể một cái sự việc, một cái người nào đó mới giải phẫu xong. Đấy. Vậy sau cái từ after thì thường mình hay dùng thì quá khứ ở phía bên vế bên kia nha. Đấy. Còn ngay sau after thì after vừa là giới từ mà, vừa là liên từ, bên đây là giới từ.
đằng sau after là giới từ thì có một danh từ ở đây á, thì không dùng, đáng lý ở đây là after she had the after the patient had the surgery đó thì quá khứ hoàn thành, nhưng mà ta không, ta ẩn quá khứ hoàn thành thì ta dùng giới từ nhé, ta không dùng liên từ, và chỗ này sẽ dùng quá khứ đơn thôi, gọi là was prescribed. Mà quá khứ đơn ở đây là phải quá khứ đơn bị động, quá khứ đơn bị động nhé, tại vì là một cái pháp đồ điều trị uống thuốc này á, đây là cái số ít nè đó, cho nên cái này phải dùng was nhé, was prescribed. Đấy. Đấy. Vậy cái này phải là was prescribed. Đấy. Dùng quá khứ đơn bị động. Rồi. Câu 14. I wish. Đây có cái từ wish, câu ao ước. Vậy câu ao ước. Câu ao ước nhé, tôi ước ao là ước gì, nếu em nào không thích I wish thì có thể là if only nhé. Ước gì tôi học kỳ thi chăm chỉ hơn thì bây giờ, chữ này dịch là thì nhé, thì bây giờ đây, thì bây giờ đen nào thì bây giờ đó, cái này mình sẽ dịch thì bây giờ, thì bây giờ tôi sẽ không cảm thấy nôn nóng như thế này đó. Câu này cũng khá hay ha. Yesterday. Câu 15. Put down her sport. Đấy, chúng ta từ put down. Put down á, dịch sang tiếng nghĩa tiếng Việt là nếu không có. Nếu không có. Vậy trong chữ từ put down này nó thể hiện câu điều kiện nhé. Từ put down là nó có câu điều kiện ở trong đó. Nếu không có. Nếu không có cái sự hỗ trợ của cô ấy thì tôi chắc chắn là sẽ không hoàn thành xong cái việc học nước ngoài ở đó, ở bên Hoa Kỳ. Như vậy ở đây mình diễn tả cái chuyện là học ở bên Hoa Kỳ vào thời điểm đó, ở đó, ở tại Hoa Kỳ. Bình thường là kem đi du học bên Mỹ là những cái người Mỹ da trắng, người ta sẽ cho kem ở chung với họ nhé, người ta hỗ trợ kem, kem chỉ cần trả tiền nhà thôi được rồi. Thì nếu không có sự hỗ trợ của cô ấy đi, của cái người ấy, thì cái việc học tôi sẽ không hoàn thành xong ở Hoa Kỳ ở đó. Và ở đó ở đây là diễn tả một cái chuyện quá khứ ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Vậy câu đây chính là câu điều kiện loại 3. Vậy chứ without này là câu điều kiện loại 3, nếu không có. Without mình sẽ thay thế bằng là if there hadn't been. Nếu không có. Và người ta ẩn chữ if there hadn't been thì ta dùng chữ quýt nào. Như vậy chỗ này mình sẽ chia là bên kia là công thức là gì công thức là gì, good done have completed. Rồi câu 16 if nữa. Đây mình đọc tiếp nha, đây có từ nào đằng sau, một bên là quá khứ, một bên là loại 3 đây. Vậy đây có bây giờ, hiện tại. Như vậy mình sẽ chia câu này ở câu điều kiện loại mix. Loại mix. Nếu cô ấy học chăm trong trường rồi thì bây giờ cô ta sẽ đang làm việc với tư cách là một nhà khoa học. Ở đây có từ nào? Có từ nào mình có thể dùng? Ở đây mình sẽ dùng câu điều kiện loại 2 nha. Tuy nhiên ở đây có từ nào, và mình muốn nhấn mạnh cái việc là bây giờ đang làm nhà khoa học, đang làm nhà khoa học thì mình sẽ dùng thì tiếp diễn ở đây nha. Như vậy chỗ này thay vì công thức là chủ từ cộng cho good cộng cho động từ nguyên mẫu, đúng không, vậy thì mình sẽ dùng thêm tiếp diễn nữa cho nó hay, would be working, gọi là she would be working as a scientist now. Như vậy đây là câu điều kiện là mix. Nếu ngày ấy
mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đâu. À, nếu ngày ấy cô ấy học giỏi trong trường, học chăm chỉ trong trường hơn, thì bây giờ đã đang là nhà khoa học, đang làm việc với tư cách là nhà khoa học rồi. Nhưng mà trên thực tế là không như vậy. Trên thực tế cái cô này không là nhà khoa học, mà đây là cái giả định. À, hypothetical, giả định. Đấy, giả định, cho nên đây là đặt một cái điều kiện không thật với thực tế nha. À, như vậy mình sẽ dùng câu điều kiện loại mix, chỗ này là would be working. Phần work form cũng một điểm nữa luôn các em. À, như thầy đã nói, work form nó khác với work form nha. Đấy, và những cái từ này là nằm ở đâu? Thưa, mở ngoặc ra. À, trong bài số 3, unit 3, phần AAF, trong unit 3 nha, phần AAF nha, thì cho ra những phần đó thôi nha, AAF. Đấy, không cho ra ngoài lề đâu nha. Nếu có ra, nếu lỡ có ra ngoài lề, các em cũng sẽ được cân nhắc, được cân nhắc để cộng điểm nhé. Rồi, câu 17. Ở đây mình thấy có từ memory, trước hết mình sẽ khai thác cái từ memory. Memory á, thì đây là danh từ. Rồi, danh từ nha. À, tính từ nó là memorable. À, động từ là memorize. Đấy, trạng từ là memorably. Đó, danh động tính trạng có đủ hết rồi. À, sau khi mình viết ra đến nháp những cái từ loại của nó, ra đến nháp trước nha, thầy dạy cho em, mà thầy chỉ cho em nha, để nhớ được những cái từ này mình phải ghi giấy nháp trước nha. Từ đó thì danh từ ghi ra, xong rồi khai triển ra động từ của nó, memory danh từ, và động từ là gì, memorize ghi ra, tính từ là gì, memorable ghi ra, ghi xuống giấy nháp nha. Còn trạng từ là gì, memorably. Trong trường hợp cái tờ giấy, trong trường hợp mà không có giấy nháp, thì trong dự kiểm tra 15 phút trên lớp mà thầy cô không cho giấy nháp, thì em viết viết ra cái giấy làm bài luôn, viết ra khỏi cái khung này nè, đừng có viết vô cái khung này nha, viết ra cái ngoài đây này, ngoài đây cũng được nha. Ví dụ viết đây nè, memory, ví dụ viết ra đây. Cô sẽ không quan tâm cái bài của em đẹp hay xấu nha. À, tính từ đấy, thầy cô sẽ không quan tâm cái bài của các em đẹp hay xấu, thầy cô chỉ quan tâm đến cái phần answer đây thôi nè, cái phần trả lời ha, nha. Đấy, cái phần đỏ đỏ nè, thầy cô chỉ quan tâm cái chấm ở trên phần đỏ đỏ thôi nhé. Còn các em muốn viết cái chỗ nào tùy các em nha, nha. Thầy cô không quan tâm, thầy cô chỉ quan tâm đến cái chỗ answer của em này. Các em có muốn ghi cái gì trên đây cũng ghi bên phía bên trái cũng được nhé. Các em ví dụ câu này đi. Đấy. Đấy, câu này em ghi cái gì đây thầy cô sẽ không quan tâm. Em ghi sai đấy cũng không quan tâm. Thầy cô chỉ quan tâm đến bên đây thôi. Như vậy mình thấy đây là những kiến thức cơ bản về mẫu câu. Ví dụ như đây là động từ to be was này. Đấy, đây là deliver là bị động nè, vậy đứng giữa be verb 3, đứng giữa bị động thì mình sẽ dùng trạng trạng từ. Đấy, the speech was memorably, đó mình sẽ dùng trạng từ đâu, memorably. Đấy, trạng từ. Tại sao thầy khuyên các em là phải ghi mấy này ra, ghi ra, ghi để mình có cái dữ liệu làm bài chứ. Memory là danh từ này, memorize động từ này, memorable là tính từ này, memorably là trạng từ này. Đó, ghi ra mình sẽ chọn memorably vô đấy. Đấy, chọn này vô đây.
chọn nó vô. Đấy. Chưa? Rồi, chọn memory player. Rồi, câu 18, reduce. Rồi mình ghi chữ reduce ra ngoài nha, ghi xuống đây. Đấy, reduce động từ. Danh từ là reduction. Đấy. Tính từ là reductive. Trang từ là reductively. Đó. Đây mình thấy là his explanation of the issue fell overly ignoring its complex nuances. Đấy. Đấy, này mình không cần dịch luôn nha, không cần dịch cho nó mất thời đỡ mất thời gian. Mình thấy ở trên đây có từ overly là trạng từ quá ha, quá đà nha. Đấy, trạng từ đằng sau động từ fail là tính từ, vậy đứng trước tính từ có trạng từ rồi, như vậy chỗ này chắc chắn phải là tính từ. Tại vì đây tại sao dùng đứng từ đây, tại vì động từ fail và đứng trước của nó cũng là trạng từ đó, vậy sẽ dùng reductive. Reductive có nghĩa là gì? Rút ngắn lại. Bây giờ nha, lời giải thích của cái vấn đề đó, lời giải thích của người ta về vấn đề đó có vẻ như là được giảm tải một cách quá lố. Overly giờ là quá lố. Nó bỏ lơ mấy cái tình tiết phức tạp, cái trên nuances này là tình tiết nhé. Rồi. Tiếng Pháp. Rồi. Tiếp câu 19. Our brainstorming section were incredibly. Đó, đây có cái từ to be were, và chắc chắn đây là tính từ, tại vì đứng trước nó là trạng từ và chắc chắn đây là tính từ. Vậy tính từ của trường này là gì? Mình sẽ ghi ra đây luôn nha. Product là sản phẩm. Production cũng là sản phẩm hay là sự sản xuất luôn. Productive. Productive là tính từ, năng suất. Productively là trạng từ nha. Như vậy chỗ này mình sẽ điền là productive. Đấy. Rồi, tiếp. Ở đây chúng ta thấy có động từ try, động từ thường. Động từ thường không phải là động từ to be. Đấy, động từ thường thì đằng sau động từ thường là một trạng từ nha. Bây giờ mình xem cái từ succeed này trạng từ nó là gì giờ nha. Succeed động từ, success danh từ, successful tính từ hay là unsuccessful. Rồi, từ trái nghĩa. Rồi, successfully trạng từ hay là unsuccessfully. Đó, như vậy chỗ này mình sẽ điền trạng từ vô. Mà trạng từ gì? Có hai loại trạng từ, successful hay là unsuccessful. Xin lỗi, successfully hay là unsuccessfully. Đó. Anh ta đã cố gắng một cách không thành công để sửa cái máy vi tính hư trước khi gọi sự giúp đỡ. À, đây có từ before, có cụm từ before calling for help, vậy là chắc chắn là sửa không thành công rồi mới gọi giúp đỡ, đúng không? Như vậy sẽ chuyển đến cái này unsuccessfully. Rồi, câu 21. The eerie silence in the forest. Đấy, đây là cái sự im lặng ghê rợn trong khu rừng. Đấy, đã làm tăng lên cái cảm giác sợ hãi của nàng khi nàng một mình đi vào rừng. Đấy, đi bộ vào rừng. Ở đây chúng ta thấy cái từ hai, hai đây là tính từ. Ở chỗ này mình thấy đọc lên mình thấy thiếu động từ, chỗ này thiếu động từ này. Động từ của từ hai chính là gì? Mình phải ghi ra hai, hai tuần. Mình biết chỗ này điền động từ rồi, chỗ này điền động từ, nhưng mà động từ này phải có ed hay không, có quá khứ không nha. Lưu ý, em lưu ý một điều ở đây á, khi mà điền động từ đây là nhớ là điền một từ thôi nha, chứ không được điền hai từ, tại vì đây là work form mà. Work form từ loại của nó là chỉ điền một từ, còn khi mà chia động từ thì điền hai, chia thì mà hai từ trở lên đó, từ một đến hai từ trở lên, nếu mà tùy theo cái thì đó, thấy không? Hay là chia động từ hay chia thì nó khác với lại từ loại. Từ loại là chỉ có một từ duy nhất thôi. Có nhiều em á hả, nhầm lẫn, cứ thấy bên đây thấy từ hai tên là bắt đầu chia hai ba từ ở đây nha. Và chỗ này chỉ chia một từ thôi,
ghi một từ đó thôi chứ không được ghi hai từ, tại vì work form mà. Vậy là mình sẽ ghi là mình đây là có cái từ có quá khứ đơn nè. Như vậy chắc chắn chỗ này dùng thì quá khứ đơn luôn, tại vì đây là work form. Đấy, vậy là hai tên ID. Mình sẽ chọn hai tên. À, cái này và nhớ thêm ID vô. Đấy, để diễn tả cái câu này là quá khứ. Đấy. Rồi, câu 22. The story explores the emotional. Rồi, emotional là tính từ, vậy đứng trước tính từ, đứng sau đằng sau tính từ phải là một danh từ. Đấy, đằng sau danh từ. Danh từ này bây giờ có nhiều danh từ của động từ depending. Đấy, bây giờ mình xem nha. Cái từ depending là cái danh từ nó gì, mình sẽ ghi ra. Ghi ra depending. Đấy. Depending là động từ verb in, mình sẽ ghi ra. Đấy. Động từ. Đấy. Giờ mình lược bỏ đi cho nó dễ nhìn, depend là động từ nha. Rồi. Danh tính từ là tip, deep. Tính từ deep. Rồi. Trạng từ là deeply. Rồi, danh từ của nó chính là depth. Đấy, depth. Như bây giờ mình sẽ dịch câu này lên nha. Cái câu này phải dịch rồi, không dịch không được. Câu chuyện đã khai thác những cái chiều sâu về tình cảm. À, tại sao thầy dịch là những chiều sâu? Tại vì những chiều sâu về tình cảm gồm có trong đây nó liệt kê tình yêu nè, sự mất mát nè và sự đền tội, redemption, sự đền tội. Và đây á, chữ dev ở đây, chữ dev ở đây tại vì đằng sau nó có nhiều cái danh từ đứng sau, vậy đây chiều sâu của tình cảm là nhiều cái chiều sâu, này chiều sâu về tình yêu, chiều sâu về sự mất mát, chiều sâu về sự đền tội. Vậy thì chỗ này nó khai thác về cái những cái chiều sâu, vậy sử dụng danh từ số nhiều là depth thêm s vô. Sáu la mã, chúng ta bước qua phần xong. Sáu la mã là gap filling. Gap filling là một điểm rưỡi cũng có 6 câu. Gap filling là mình sẽ điền mấy cái từ người ta cho sẵn nè. You the word given to complete the following sentences. Moving nè, ở đây cái bài này bài tập ôn cho nên thầy thầy cố ý là cho các em dùng những cái động từ thế mình. Children, các em điền vô. Ngày bài ôn thôi chứ không có là cái gì hết, cho nên cũng tập thử làm cái phần này nhé. Moving nè, verb in nè, approaching nè, letting nè, exhausting nè, working nè, exposing nè. Cái mấy cái động từ thêm in này có thể kêu là children cũng được. Thì children á có thể đi sau những cái động từ đằng sau nó là verb in. Rồi verb in á cũng có thể là động từ, cũng có thể là danh từ và cũng có thể là tính từ nha. À, tính từ của nó là cái tính từ chủ động đó, nó gây ra cái gì đó. Ví dụ moving, ví dụ moving đi, moving là tính từ gây ra xúc động, nhưng mà trong có những trường hợp khác là moving là di chuyển vậy thôi nha. Đấy. Exhausting là gây ra mệt mỏi, ví dụ vậy ha. Đấy. Và children hay là verb in thì tính từ verb in thì đi ra đằng trước danh từ, còn children thì thường hay đứng đầu câu hoặc là đứng 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 nhiều chỗ lắm, đứng đằng sau động từ rồi đứng đằng sau giới từ vân vân. Rồi bây giờ tùy thời cơ ứng biến và tùy câu thì mình sẽ đi như đây nha. Ví dụ như moving nè, mình biết cái nghĩa của nó rồi. Approaching là đang tiếp cận, đang tới á, sắp tới rồi đó. Letting là cho phép. Động từ Latin này lưu ý động từ let này, let somebody do something, như vậy động từ let á, letting á, nó không có, đằng sau túc từ của nó thì có một cái động từ là be infinity nha. Exhausting thường thường cái này là tính từ là nhiều nhá. Working, working thì là challenge đúng không? Exposing là đi đó là phơi phơi phô phô diễn ra, phô ra ha. Ở câu 23. After a long and gì đó,
gì đó Edward à, thì mình thấy cái chỗ có từ work là biết ngay đó là và làm việc rồi. All I wanted to do were relax and unwind. Sau một ngày làm việc cực nhọc, mệt uể oải, à, những gì tôi muốn làm là nghỉ xả hơi và duỗi bỏ hết tất cả. Unwind, wind, one, one, tức là cuộn lại. Bây giờ mình duỗi thẳng ra, à, đấy, tức là xả hơi luôn, đó, xả hết. Như vậy cái chỗ này mình thấy cái gì nên đặt vô đây, à mình thấy có cái từ work là chắc chắn làm việc rồi. Như vậy thường thường cái từ exhausting day, à, thường thường nó đi với từ exhausting day, nghe điền vô exhausting day. Đấy. Rồi tiếp câu 24, we may soon be gì đó, à, đằng sau động từ to be, à đó. Tại sao động từ be chắc chắn là phải động từ thêm bên này đúng không? Verb bên này đây có sẵn verb bên thế này đó. Đấy, các em cứ thế điền vô thôi. Đó. Rồi sao chọn cho đúng thôi nhé. Thì cái bài kiểm tra thì nó không cho giống thầy đâu. Bài kiểm tra thì có đầy đủ hết danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Nhưng mà chỗ này thầy mục đích ôn tập là thầy cho ôn cho các em phần verb in là nhiều nhé. Chia lên. Đấy. Cho các em biết so sánh, tập so sánh nhé. Ở chỗ này, we may be soon be gì đó into an area of self-driving cars, à vậy đi di chuyển vào trong cái khu vực gì đó, cái mà có thể liên kết với lại những cái xe hơi khác, à, đây là cái dạng xe hơi mà tự lái á. Đấy. Vậy vậy thì khi mà lái xe vào khu vực này và là di chuyển xe vào, vậy sẽ dùng moving nha. Chỗ này sẽ điền từ moving. Đấy, chúng ta sắp sửa di chuyển vào khu vực xe hơi tự lái. À, những xe hơi tự lái thì nó tự lái bằng cái thiết bị thông minh cho nên nó có thể liên lạc với những cái xe hơi khác. Đấy. Chỗ này điền moving. Tiếp câu 25. Some experts point to the importance of đó. Một số chuyên gia đã chỉ ra cái tầm quan trọng của trẻ em gì đó, à, để tầm quan trọng của việc bắt trẻ em, cho phép trẻ em làm những quyết định riêng của mình. Ở đây có động từ make, động từ make thế đằng sau mình thấy động từ make ở đây không có to đó, mà là đây là be infinitive. Vậy cái gì đứng trước nó mà be infinitive chính là động từ letting nha. Vậy là sử dụng letting. Đấy, cho đây letting children. Đấy, còn động từ allow á, allow thì nó allow somebody to do something, còn let somebody do something nha. Đấy, là vậy đây là letting. Đó. Câu 26. Many scientists devote almost all their time to, à cái từ devote. Devote to, devote thì đi với dưới từ to mà đằng sau dưới từ to á. Dưới từ to nha. À, thì dùng verb in. Giống như look forward to. À, vậy dùng verb in chứ không vậy. Dùng to verb nha, devote something to somebody, à, đấy. Cống hiến suốt thời gian của mình, à, các nhà học suốt đời cống hiến cho cái việc cái gì tìm ra những câu trả lời cho những cái vấn đề có từ out đây, và mình sẽ dùng cái động từ working out nha, trên ở đây, working out. Đấy. Rồi câu 27. À, cái gì mà your skin to extreme cold cold temperature. À, khi mà mình làm xong cái gì á, mình sẽ nên gạch đi để cho, à, nhìn nó đỡ, à, đỡ rối. Này cái moving này mình gạch đi nè. À, letting làm rồi nè, mình gạch đi nè. Đó. Đó đây là cách làm bài nhé. Exhausting à, làm rồi nè, gạch đi nè. Có nhiều em thầy chấm bài thì thấy có nhiều em ghi hai lần cái từ đó, là không được. Chắc bởi vì các em không biết cách loại suy, biết cách loại suy đó. Working mình làm rồi mình gạt đi. Đấy, vậy còn hai từ approaching và exposing. Approaching tức là đang tới và exposing là phơi phơi phô diễn. Đó, như vậy đây là mình thấy là phô diễn da của mình đến thời tiết cực lạnh á, à, trong một thời gian dài á, có thể dẫn đến bị
bị đóng băng, frostbite. Như vậy mình sẽ dùng cái từ exposing này chứ không có dùng approaching này, không đúng. Mình sẽ dùng exposing. Rồi. The sudden change in atmospheric pressure often accompany những cái thay đổi bất ngờ trong thời tiết, trong cái áp suất không khí á, thường kèm theo những cái trận bão sắp tới. Approaching là sắp tiến xin tới, nghe vậy xem dùng chỗ này là approaching storm. Approaching cũng giống như là upcoming, coming up đó. Chỗ này sẽ dùng approaching đấy. Đấy, đây là một cái bài cũng khá hay, mình thầy chủ yếu là giúp các em nhận biết được mấy cái này thôi. Có chỗ dùng, ví dụ chỗ này dùng tính từ nè. Đây, câu 24 moving này thì cái này là dùng thì hiện tại children verb in nè, dùng present participle nè, dùng hiện tại phân từ nè, đứng đằng sau động từ to be. Đây là cái này người ta kêu là present participle. Đấy, còn exhausting người ta kêu là tính từ. Đấy, còn letting là chỉ một cái challenge đứng đằng sau giới từ off. Còn cái này cũng là challenge đứng đằng sau giới từ to. Còn cái này là challenge đứng đầu câu hay là present participle đứng đầu câu. Đấy. Và cái đây là tính từ approaching, là tính từ đứng trước một nhân từ đó, là để các em biết phân biệt, để biết so sánh tại sao nó như vậy ha. Rồi. Tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 câu thôi. Có 6 câu thôi nhưng mà mỗi câu là nửa điểm. Như vậy á, em sai một, viết lại một câu mà sai hai chỗ là bị trừ hết luôn. Đấy. Yeah. Rewrite the following sentences with the suggested words. Tức là viết lại câu với lại những cái từ người ta gợi ý. Đấy. Ví dụ người ta gợi ý màu ý đậm này nè. Đó, in đậm ta gợi ý thì mình dựa vào cái này để mình viết, chứ không được đổi cái này lại nha, không được đổi cái của ta lại nha. Đấy, đấy thì các em viết thẳng như đây luôn. Đó, viết thẳng như đây luôn nha. Lưu ý khi mà viết lại câu chớ có viết hai câu nha, viết một câu thôi. Nếu ai mà làm hai câu là không chấm luôn, là coi như sai nha. Đấy, chỉ có một đáp án thôi nha. Đấy. Rồi, câu 39. Why don't you put a better lock on the door, Peter? Susan said. Susan nói, tại sao anh không đọc cái khóa tốt hơn trên cánh cửa đi, Peter? Đấy, đây là một cái lời đề nghị. Recommendation. À, đây là một cái lời đề nghị nhé. Như vậy á, thì mình sẽ dùng động từ suggest, đó, đề nghị rằng đó, Peter, Susan đề nghị rằng Peter, đấy, Peter sao? Đằng sau động từ suggest, các em lưu ý rằng động từ suggest đây là một cái động từ, nó chỉ một cái substantive là bằng thái cách, tức là giả định á. À, giả định, cho nên khi mà nó giả định như vậy thì động từ của nó thường thường là dùng should với lại be infinity. Như vậy câu này mình làm như sau, có từ that, tại vì có từ that nè, cho nên mình sẽ dùng mệnh đề phía sau, mà đã dùng mệnh đề phía sau thì nên dùng should và dùng động từ nguyên mẫu be infinity, mặc dù Peter là ngôi sao ba số ít. À, nó là bạn giả định mà, trên bằng thái substantive mà, cho nên nó phải như vậy nha. Đấy, những cái động từ suggest nè, những cái động từ propose nè, vân vân, đó có nhiều động từ và cũng không nhiều lắm đâu. Đó, cho nên mình phải để ý những cái động từ này mình phải thuộc lòng. Đấy. Và câu này nha. Susan suggested that Peter should put a better lock on the door. Đấy, hoặc đây, câu này thầy đã làm như thế này. Đấy. Mình có thể bỏ suốt đi cũng được, nhưng mà bỏ suốt đi thì chữ put đây nè,
không cần thêm s luôn nhá, đó là nó là present subjunctive nha. Đấy. Câu 30. This guy a plan can grow in such poor soil. Đó. Loại cây này không thể nào mọc trong một cái đất nghèo nàn như vậy, tức là cái đất xấu như vậy, đất mà không có chất dinh dưỡng thì ta kêu là poor soil. Cái từ poor hoặc là poor, đọc poor đọc poor cũng được nha. Ai câu này cũng dễ thôi, không thể, cái từ can này là không thể, là dưới đây nó biểu hiện từ can này không thể, thì dưới đây nó đã có sẵn cái từ impossible này để nó nói cái từ can nha. Đấy. Đấy. Vậy là thật không thể là sao? Từ công thức là cấu trúc công phá là is là cộng cho tính từ cộng cho of hoặc cộng cho for, of cộng cho for, of hoặc cộng cho for, rồi cộng cho something hoặc somebody, rồi cộng cho to infinity. Đó. Of đó thì để chỉ tính chất, mà for thì chỉ mục đích. À, như vậy chỗ này mình phải dùng for là for. Nha. Yeah. For this kind of land to grow in such poor soil. Câu số 31. My father encouraged me in my choice of career. That's why I have become a doctor now. Đây, mình thấy cái encourage nè. Encourage là quá khứ nè. Cha tôi đã khuyến khích tôi trong việc chọn nghề nghiệp. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi mới trở thành bác sĩ bây giờ. Ở đây mình thấy cái sự khuyến khích này là xảy ra trong quá khứ. Như vậy mình sẽ dùng câu điều kiện loại. Bên đây là quá khứ mà bên đây là hiện tại, hết chưa? Vậy một bên là quá khứ, một bên hiện tại. Thì mình sẽ dùng câu điều kiện loại mix. Mix là giữa loại 3 và loại 2. Mình sẽ biến đổi chữ encourage thành encouragement. Rồi đi đằng sau chữ father. Father mà đi đằng sau chữ father thì phải ép là sở hữu cấp. Đó. Rồi without my father's encouragement, phải I wouldn't be ha. Chỗ này mình sẽ làm ngược lại với giả định mà. Vì là giả định mình làm ngược lại mà. I wouldn't become cũng được. Hay là I wouldn't be a doctor nào. Đó là câu điều kiện loại mix. Nha, loại mix. Nếu xa xưa, hồi xưa tôi mà không nghe lời bố tôi, không nghe lời khuyến khích của bố tôi, thì bây giờ tôi đã đâu trở thành bác sĩ. Without my father's encouragement, I couldn't become, hay là I couldn't be. À, hai cách ghi nhé. Become hoặc be cũng được. Ở doctor nào. Yeah. Câu 32. I regret having missed the opportunity to attend the concert last night. Tôi hối tiếc. Không phải, cái này hối hận. Không phải hối tiếc nha. Tôi hối hận là đã bỏ lỡ cái cơ hội tham gia cái buổi hòa nhạc tối hôm qua. À, cái chuyện này xảy ra tối hôm qua. Mà hối tiếc cái chuyện đã xảy ra thì mình sẽ dùng nhấn mạnh, mình sẽ dùng là perfect participle. Đây, having missed là nhấn mạnh cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hối hận đã, regret. Đang sử dụng từ regret mà cộng cho verb in á là hối hận đã. Yeah. Còn regret mà cộng cho to verb là hối tiếc phải. Đây là câu outwork loại 3. Vậy công thức nó là sao? Đấy. I wish that. À, có chữ that cũng được, không có chữ that cũng được nha. À, có nhiều em hỏi tại sao có chữ that đây. Tại vì người ta lược bỏ thôi. I wish that. I wish I had attended. À, cho nó ngắn gọn. The concert last night. Đó. Như vậy ngắn gọn hơn. Đó. Ngắn gọn hơn ha, mà hay hơn nữa, không dài dòng. Câu 33 nhé, là I'm sorry I couldn't go to your party as I had to finish an important project for work. À, câu 3 là tôi xin lỗi tôi không thể đi. Đây là quá khứ, đây là quá khứ nè. À, ở đây cũng có quá khứ luôn nè. Như vậy đây là câu điều kiện loại 3. If I hadn't had an important project to finish for work, I could have gone to your party. Đó.
Đấy. Câu này cũng dễ ha, không khó. Cái này mình có thể để bỏ chữ forward cũng được, không để cũng được, mình bỏ đi cũng được, không sao nhé. Rồi, câu 34. I love to learn German, however, I haven't got time. Mình ao ước cái chuyện là mình muốn học tiếng Đức phải trong thời điểm này nha. À, đây là hiện tại nha, haven't got là hiện tại nha, hiện tại đơn chứ mà hiện tại thằng nha. À, câu này bây giờ mình ở đây tại tại cái thời điểm bây giờ mình không có thời gian. À, hiện tại mình không có thời gian nhé. À, bây giờ mình ao ước mình có thời gian. À, thì mình sẽ dùng câu ao ước loại hai nhé. I wish I had more time to learn German. Đấy. Như vậy á là thầy đã ôn cho các em một cái bài kiểm, bài ôn này cũng rất là quý giá nha. Đấy, có đầy đủ hết, có tất cả là 34 câu. À, thầy trình bày nó cũng na ná giống như một cái bài kiểm tra 15 phút vậy nha. Đấy, thầy mục đích mục tiêu thầy, nhiệm vụ của các em là làm ở bên phía phía phải nè, đó làm như thầy là đó, màu đỏ là làm nha. Đó, làm phía bên tay phải màu đỏ, mình sẽ làm như vậy, y chang vậy. Cậu viết lại câu sẽ viết lại như vậy luôn. Đó, thế là xong. Trong vòng 15 phút. Đấy, trong vòng 20 phút. Rồi, bài học tới đây là hết. Thầy chúc các em đạt được kết quả cao trong cái lần kiểm tra 15 phút sắp tới này. Bye bye and have a nice day. Bao nhiêu thứ chúng ta đã biến thành một hoàng kiều xưa đang là thời gian ngoài đường.